Dạ em xin chào tất cả các anh cần thủ Chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em Video này là video chiều ngày 7 tháng 6 Video số 90 của em Video này thì em sẽ đặc biệt lên cần câu lưu cho các anh nhé Câu lưu máy ngang và câu lưu máy đứng cho mình Ở đây thì em sẽ có là 19 cây máy đứng và 6 cây máy ngang 6 cây máy ngang thì ở đây là sẽ có một cái cây là cần rút khoen lớn cho mình Cây này thì các anh câu đơn và câu lưu đều được nhé Đây cây này câu đơn câu lưu đều được Và một cây cần hai khúc dây trong câu luôn được nhá đây hai khúc dây trong cây này thì độ cứng nó đây tầm là độ cứng UL cho mình đánh cảm giác nhá ở đây thì một lô là một lô mấy câu đứng à, cần câu cần câu đứng máy đứng nhá bên đây thì em sẽ có những cần câu mấy ngang và một con một cần đây một cần câu mấy ngang đây có tay cọ đây khuyên Fuji Six Gold nhá Fuji Six Gold cho mình đây anh nào đặt hàng vui đồng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghim trên màn hình số điện thoại của em là 03567 76692 Giá bên em vẫn vậy chưa bao gồm phí ship Phí ship là mỗi cần 40k em sẽ đóng ống nước Em ship code toàn quốc cho các anh nhé Ship code toàn quốc Và anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho các anh nhé Hoặc các anh một sản phẩm chuyển khoản thanh toán liền cho em Thì em sẽ hỗ trợ bao ship luôn ạ à. Anh nào đặt giá trị cao thì vui lòng cọc giúp em một chút nhé Em cảm ơn tất cả các anh Em xin phép lên cây cần đầu tiên nhé Cây đầu tiên Cây này đây cái này có chiều dài 1,8 m nha, chiều dài 1,8 m đây. mời các anh xem, tay cầm này rất là đẹp, cán cán mút đây. Còn nguyên zin luôn các anh nhá. Tay cầm bên dưới đây là nhỏ đây Đây. Cái này rất đẹp. Đây. Cái này khoen là khoen Fuji cho mình, bác bác là bác hạng nha, bác hạn bát quận cho mình luôn. Đây rất là nhỏ gọn cho mình đây. Cái này là cấp bông xoắn hai da nha, cấp bông xoắn hai da. Có chiều dài là 1,8 m, ngọn của nó là 1.8 trọng lượng của nó là 26 26 126 gram các anh nhé. em đọc lộ 126 gram ạ à. của nó đây em mời các anh xem rất là đẹp nha còn rất mới luôn đây còn đây cái này thì nó có là 1, 2, 3 khuyên chạy cho mình nhé 3 khuyên chạy cho mình các bông sẵn hai da bên trong rất là đẹp ra nhé đây Ôi, rất là dài các anh câu đơn hoặc câu ngâm câu lưu đều được các anh nhé câu lưu đơn câu lưu đều được đây. cái này thì nó cứng độ tầm là ml cho mình nhé cứng tầm ml cho mình đây đây Rất là đa dạng cho cây này các anh nhé cái này thì nó có mã số là mã số 1 giá của nó là 500k chất liệu carbon hết nhé hôm nay em lên chất liệu carbon hết mã số 1 giá 500k ra nhé đây tiếp theo là một cần hai khúc dây trong cho các anh câu câu đơn câu lua cũng được các anh nhé hai khúc dây trong cho mình có đi kèm là một bao vải dù của nó nhé cái này thì có chiều dài là hai mét mốt cứng là cứng không nhé đây hai mét mốt cứng không thôi cái này thì cứng độ tầm là ul cho mình nhé đây đánh cảm giác rất là tốt các anh nhé đây rất là công đây đây em công bể công thử cho các anh xem luôn nhé các anh mua về thì các anh đừng có uh, thử test với những cái gì cái uh, chai nước hay là cái gì đó test như vậy thì cần không gậy thì cổ nó cũng sẽ gậy thôi các anh nhé đây em mời các anh xem cái này thì nó có chiều dài 2 mét 1 cứng là cứng không bá là bát hạng đây bát quản rất là đẹp các anh nhé đây rất là đẹp luôn khen đây em mời các anh xem đây cho các anh xem đọc cái góc đã. đây góc đây Cái này là của master, master. Master nha các anh nhá, master đây. Còn rất đẹp trong bao, còn rất đẹp các anh nhá, còn rất đẹp cho mình luôn. Đây, vào nó đây. Đây, em mời các anh xem. Cái này thì nó có Mã số là mã số 2 giá của nó là 500k. Ngọn 2.1 ly, trọng lượng là 153 g. Mã số 2 giá 1 và giá là 500k. Em xin phép lên càng lua nhé, càng lua máy đứng. Cái này thì nó có đi hộp là đi kèm là cái hộp cho mình, đây, đi kèm cái hộp nhé. Có chiều dài là 6 m cứng ML. Đây. 1m8 nha Em đọc lộ 1m8 cứng ML Các anh nhé Cái này thì nó Tải mồi là 3 trên 8 OZ Tải mồi 3 trên 8 OZ Các anh nhé Đây Tải cá thì khoảng tầm là 5 số ký cho mình 5 số ký cho mình nha Tay cầm cán mút đây Bát là bát hạng Khuyên là khuyên Fuji nhé Khuyên trắng đây Khuyên trăng trắng Khuyên Fuji Đây Em mời các anh xem lóng ngọn của nó là carbon bông sẵn cho mình đóng ngọn bông sẵn nha cây này còn rất đẹp các mời các anh xem. còn rất là đẹp luôn nha đây còn rất là mới ra nhá cây này cái này là hết kỳ plus đây hết kỳ plus hàng nhật bãi cho mình nhá đây project đây cái bát nó vẫn còn rất đẹp luôn nha đây, tem bạn còn dán nè rất đẹp nha rồi, cây này thì có mã số là mã số 3, giá của nó là 550k. Cái này có ngọn là 1.5 ly, trọng lượng là 111 g. Mã số 3, giá nó 550k. Cái tiếp theo ạ. À. Cái mã số 4. Cái này có chiều dài 1.8 nha, 1.8 Nikecker. 1.8. Bass là bass hạng, khen là khen Fuji nhé, Ken Fuji cho mình chữ màu nâu đây. Cái này thì có ngọn là 2 ly, trọng lượng của nó là 104 g Nó tại mồi là 17 g các anh nhé, tại mồi 17 g cứng là cứng ML thôi. đúng ML cho mình, tại mồi 17 g tại cá thì được là 7 kg ạ. À. Đây, tay cầm cái mút nha, bát là bát quặng cho mình, bát quặng cho mình. Đây, mời các anh xem từng khoen nhé. đây khoen đầu ngọn thì có hơi cụ tí các anh nha hơi cụ một tí nhưng mà cuốn chỉ chích keo vẫn còn rất là chắc chắn nha cái này có mã số là mã số cái này có mã số là mã số không các nhá này em đánh thiếu một mã đây cái này thì cho nó là mã số không nhá mã số không giá là 400 k đây cây màu đen nha mã số không giá 400 k cái tiếp theo mã số 4 đây, nước sơn màu xanh nha, đây, bút màu xanh cho mình, xanh lột cho mình Cái này có chiều dài là 1 8 Đây, tải mồi là 3 8 oz, 3 8 oz Tải cá là 6kg nha, tải cá mà 6kg cho mình, của hãng AlphaTaker, Kodia xúc nhật nha Kodia xúc nhật, bát là bát hãng, khoen là khoen Fuji nha, khoen Fuji xíu nầu đây Em mời các anh xem, tay cầm của nó thì có hơi dơ một tí đây Đây em mời các anh xem. Sơ xước thì không đáng kể cho mình nhé các anh nhé. Sơ xước không đáng kể. Đây là keo. Đây là keo nhá Keo thôi. Keo thôi em chưa trả. Em sẽ trả sạch cho em ship cho các anh nhé. Keo. Đây. Ok đây em mời các anh xem. đây dính sơ xước các anh nhé đây cũng là keo luôn cũng là keo nhé keo em xin lỗi keo nhé cái này thì nó có mã số là mã số 4 giá của nó là 500k mã số 4 giá 500k các anh nhé mã số 5 cái này thì mút thì màu hồng màu hồng đậm cho mình cái này có chiều dài là 1m8 tải mồi là 3 phần 8 mồi Z tải cá là 6kg lấp lấp Alpha Tech Korea xuất nhập tên là lớp lớp cho mình luôn đây rất là tình yêu các anh nhé. bát của nó là bát bát hạng khuyên là khen Fuji xứ xứ nâu luôn đây khen Fuji đây mời các anh xem đây xem từng khen nhá các anh nhé đây cũng chỉ chích kêu bạn đẹp nè chỉ thì lúc nào cũng cũng chắc rồi đây một đường thẳng nha Cái này thì nó có mã số là mã số 5, giá của nó là 500k, mã số 5 giá 500k nhé. Cái tiếp theo, cái này có chiều dài là 1,6 ạ, à. 1,8 nha, em xin lỗi, chiều dài 1,8 cứng là cứng ML. Những cây kia có mã số là mã số 3, mã số 0, 4 và 5 đều cứng ML ca nhé, em xin lỗi, em quên báo, cứng là cứng ML hết cho mình. Cái này thì của cô đi xuất nhật, nó tại mồi là được 12 gram, tại cá là được là 5 ký đồ lại các nha 5 ký đồ lại cho mình. Đây, tay cầm đây, bạn còn nguyên zin luôn chưa tháo bọc nha các anh nhé chưa tháo bọc cho mình. Cái này thì nó có ngọn là 2,4 ly, trọng lượng là 127 g ạ. À. Trọng lượng 127 g, nước sơn là sơn màu đỏ đô đây, có tiền tiến đây. Đây. Bên này phần hoa văn rất đẹp các nha đây. Khoen đây em mời các anh xem. Bác là bát hãng khoen là khoen Fuji nhá. Bát là bát quặng cho mình. Cái này thì có mã số là mã số 6 giá của nó là 600k. Mã số 6 giá 600k. Có đi kèm một bao ni lông ra nhé. Cái tiếp theo. Cái này thì cần cái ngọn của nó rất là dịu ra nhé. Rất là dịu các anh đánh cảm giác đá, rất là tốt vậy. Cái này thì nó có chiều dài là 2m34 à. Chiều dài 2m34 nhé. Đây. Cái này là của China xuất nhật. Hãng là hãng Suzumi. China xuất nhật nhá carbon cái này chất liệu là carbon ngọn của nó là một ly trọng lượng của nó là 160 trăm sáu à. trọng lượng 160 trăm sáu nhá đây em mời các anh xem bát là bát hạng đây khoen là khoen Fuji nhá khoen Fuji sứ nào đây Tay cầm cán bút bát là bát quặng cho mình bát Fuji quặng cho mình Ngọn của nó đây em mời các anh xem. Cái này rất là dịu các anh nhé. rất là dịu đây. Đây. Em cho các anh xem rõ luôn. Cái này có mã số là mã số 7, giá của nó là 650k. Mã số 7 giá 650k nhé. Tiếp theo. Cái này có chiều dài là 1,8 cứng là cứng ML tải mồi là 3 phần 8 OZ, tải cá là 5 kg ạ, à. tải cá 5 kg nha. Hai cặp bon rod đây. Cái này là của hàng nhập bại cho mình đây. Cái này có ngọn là 1.8 ly, trọng lượng là 101 g, tay cầm cán mút đây, còn engine, chia chưa xé nha. Đây. Bát là bát hãng khoen là khoen Fuji nhé các anh nhé, Fuji. Đây, rất đẹp. đây khoen to nha đây mời các anh xem đây không phải là phần chóc sơn các anh nhé đây là cái lớp tiên tiến đây cái lớp đây rất đẹp nha đây nó như vậy ra nha đây màu vàng màu vàng nhám này sơn màu vàng nhám cho mình cái này có mã là mã số 8 giá là 450k mã số 8 giá 450k càng câu luôn nha cái tiếp theo. Cái này có chiều dài là 1,8 m à. tám ạ. Đây, tại mồi ghi sẵn luôn là 28g mát 28g. Tại cái là 7,5 kg nhá Đây. Lóng ngọn của nó là lóng ngọn carbon sẵn nha Đây, carbon sẵn đây, mời các anh xem. Tiga Brodu. Bát là bát hạng, Khuyên là khoen hạng nhá Khoen hạng xứ hạn. là xứ xích nhé. Xứ xích cho mình đây. Sứ xích nha rất là đẹp đây tay cầm thì tay cầm cái mút chế gỗ chưa xé bao cao nhá chưa xé bao còn nguyên dinh cho mình bát là bát quặng đây nước sơn là sơn màu đỏ đô nhám đây màu đỏ đô nhám phần lóng thân của nó là màu đỏ đô à... sáng đây bên trên thì đô nhám cho mình đô bóng và đô nhám đây khoen đây mời các anh xem khoen của hãng sứ là sứ xích nhá Rồi, cái này rất đẹp ra nha Cái này có mã số là mã số 6 Giá của nó là 400k Mã số 6 giá 400k Cái này cứng ML cho mình nha Cây tiếp theo Cái này thì có chiều dài là 1m8 à. Chiều dài 1m8 nha Tải cá là 6kg Tải mồi là 3 phần 3 trên 8 oz luôn nha Tải mồi là 3 trên 8 oz luôn Đây spin. Cái này là của hàng Nhật Bản cho mình. Đây. Tay cầm cán mút. Bát là bát hãng, khuyên là khuyên Fuji nhá. Khuyên là khuyên Fuji, bát là bát quảng cho mình. Màu đen. Cái này có hơi bụi một tí, đây em mời các em xem. Nước sơn là sơn màu xanh mực nhá, sơn màu xanh mực. Hơi bụi tí ra nhé, nhá, hơi bụi một tí. Hơi bụi, bụi thôi, bụi thôi nhé. Đây, đầu sáng này ở đây dính keo dính keo chưa chà ra nha đây này chưa chà cái này thì nó có mã số là mã số 10 giá là 450 k nhé mã số 10 giá 450 k keo của nó thì uh, hơi chóc nhưng mà chị đây chị vẫn còn rất là chắc chắn nhé anh nào biết chích keo thì à, cái uh, lót keo vô là sẽ đẹp ngay nhé cứng là cứng ML cho mình cái này có mã là mã số 10 giá là 450 k mã số 10 giá 450 k cái tiếp theo Cái này có chiều dài là 2m28 à. 2m28 nha Của China xuất nhật cho mình Đây Audi Audi Master Hãng của hãng WIT nha các anh Của hãng WIT đây Hãng WIT nha China xuất nhật cho mình Cái này thì nó có ngọn là 1.5 ly Trọng lượng là 140g Có nước sơn là sơn màu lục bóng đây Màu lục bóng sáng luôn nha Sáng luôn tay cầm của nó là màu mực màu mực cán mút đây đây khuyên bác là khuyên bác Fuji nhá ở đây thì khuyên đây khuyên Zero nhé Fuji Zero cho mình đây em mời các anh xem O Yellow cho mình nhá, số xích đây. Đây. Cần đậu bu cũng là xứ xích các anh nhá, một phần đậu bu số xích và một phần Yellow số xích đây. Cái này là cứng là cứng độ là ML luôn các nhá, cứng độ ML cho mình. Mã số là mã số 11 giá là 750k, mã 11 giá 750k. Cái tiếp theo, cái này của hãng Daiwa có đi kèm được một bao vải dụ cho mình nha, bao vải dụ cho mình. Cái này thì nó có chiều dài là 1m98, ngõ của nó là 1 9 ly trọng lượng là 100g. Cái này thì nó tại mồi là 1 phần 2 Oz là tương đương với 12 14,5g nha, 14,5g mồi. Tại cá là lên đến 6kg cho mình. Cái này của Thái Lan xuất nhật, Daiwa Thái Lan xuất nhật nha. Đây, chiếc Z nha. Đây, mọi người xem. Cứng là cứng ML à đây bát của nó rất là đẹp các anh nhé. kiểu dáng nó bát rất đẹp bát là bát hạng đây bát quặn cho mình tay cầm cán bút chế gỗ đây đóng ngọn của nó là các bông sắn hai da khen của nó đây khen Fuji cho mình đây em mời các anh xem khen Fuji xứ nâu nhá khen Fuji xứ nâu rất đẹp nhá đây lóng đằng trước đây còn rất mới hoàn toàn những cây này hoàn toàn còn rất mới cái này thì nó có mã là mã số 12 giá là 900k mã 12 giá 900k nha cái tiếp theo cái này nó có chiều dài là 1 2m1 à. chiều dài 2m1 ngọn của nó là 1.9 trọng lượng là 120g cái này thì tải mồi lên đến là 21g tại cá là 16kg tại cá là 3 đến 6kg ra nha 3 đến 6kg cứng là cứng ML Chu tin mắt quýt đây tem vàng thì còn đầy đủ hàng nhật Bản cho mình ra nhé cái này là của hãng Abu đây Abu Garcia Chu tin mắt đây đây bát của nó là bát Fuji Gold các anh nhá Fuji Gold đây bát là bát quảng cho mình Fuji Gold chữ vàng đây khen là khen Fuji Six các nhé Fuji Six đây em mời các anh xem rất đẹp còn rất mới rất đẹp luôn các anh nha đây. đây Fuji ship đầu bu chống sẵn cho mình luôn. Cái này thì nó có mã số là mã số 13. Giá của nó là 1 triệu 6 à. Mã 13 giá 1 triệu 6 các anh nhé. Đây. Fuji ship. Bát là bát Fuji ship. Bát là bát là Fuji gold. Rất đẹp. Cái tiếp theo, cái này có đi kèm là bao vải, vải dù nha, vải dù Cái này nó có chiều dài là 1m8, à. ngọn của nó là 2 ly, trọng lượng của nó là 95g, trọng lượng 95g đó nhé Đây, tải mồi là 1 4 Oz ô tải cá là 3kg thôi đó nha, cái này là của Đài Loan xuất nhật, tải cá 3kg đó nha. Đây, anh đi câu giải trí rất là ok. Đây, bát của nó là phên quýt, bát chữ vàng đây bắt là bắt quẳng nhé bắt quẳng cho mình tay cầm cán cán gỗ à, cán mút chế gỗ nha đây em mọi anh xem khoen là khoen fuji đây khoen fuji uh, xứ xám đây trắng xứ xám nha vàng đây có màu vàng nữa nhé đây còn rất đẹp nước sơn là sơn màu nâu cái này thì nó có mã 14 giá là 1 triệu 3 cứng là cứng ML ra nha mã số 4 giá 1 triệu 3 tiếp theo là một cây cần dài cái này dài nha các nha đây cái này cần lưu dài nha các nha cái này thì nó có chiều dài là 1 2m7 chiều dài 2m7 ngọn của nó là 1.8 ly trọng lượng là 190g đây bát là bát Fuji chữ vàng đây bát bát tên nhé bát tên là Fuji bát là bát quặng tay cầm đặt tay cầm cán mút chế gỗ cho mình chiều dài hai mét bảy ra nhá hai mét bảy cho mình đây bếp lên đây thông số của nó đây cái này là của đài loan xuất nhật thông số tại mồi của nó là 5 phần tám tại cá là 7 kg nha tại cá là 7 kg Cái này cứng L cái này cứng L cả nha của Đài Loan xuất nhập đây em mời các anh xem là Khuyên là khen Fuji xích cho mình đây rất đẹp nha có nước sơn là nước sơn màu xanh lục mực đây nước sơn màu xanh lục mực nha đây Khuyên đắt to cả nha Đây, em mời các anh xem ngọn của nó đây. Đầu bốn trống sẵn nha các anh nhé. Đầu bốn trống sẵn cho mình luôn. Khen Fuji 6, đầu bốn trống sẵn. Cái này có mã số là mã số 15. Giá của nó là 1 triệu 8 mà Mã 15 giá 1 triệu 8 nha. Tiếp theo. Cái này thì các anh câu đơn, câu lưu đều được. Câu đơn, câu lưu đều được nhé Đây, cái này như càng hai khúc vậy. Cái này thì nó có chiều dài là 2m28 Cứng là cứng M Ngọn của nó là 2.5 ly Trọng lượng là 290g Trọng lượng 290g các anh nhé Ken Grab đây Của Ken Grab nha các anh nhé Ken Grab Đây Bát là bát hãng Special Focus 6 Khoen là khoen uh, Fuji 6 Gold nhé Khoen Fuji 6 Gold Nhưng mà cây này nó hơi cụ một tí các anh nhé đây, cầm cán mút bát là bát quặng khen Fuji Six Gold hơi cũ rồi, rồi, nhá nhắc anh nhá. nó có sử dụng qua đây hơi cũ đây cũng chỉ chích keo và còn rất là chắc chắn luôn các anh nhá. đây rất là thẳng nha rất là thẳng cho mình đây đây Fuji Six Gold khen ba chân đây ba chân nhá. Rồi, cái này đây, tổng thể của nó đây em mời các anh xem rõ lại thêm một lần nữa. Cái này thì nó có mã số là mã số 16, giá của nó là 1 triệu tư nha, mã 16 giá 1 triệu 4. Cái tiếp theo, bạn là lưu máy đứng, lưu máy đứng nha. Câu đơn, câu 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 lưu đều được. Cái này thì nó có chiều dài là 3,05 m, ngõn của nó là 2.8 ly, trọng lượng là 270 g trọng đường 270 g các anh nhé khen bát là khen bát Fuji khen bát Fuji cho mình đây cái này thì nó ghi sẵn là tại mồi là được 20 g tại cá là 8 kg ạ à. của kodia xuất nhật nhé đây Sierra Star New kodia xuất nhật tay cầm thì rất là dài đây tầm là 35 40 xăng ca nhé đây cán mút chế gỗ Mời các anh xem. Đây. Ngõ của nó đây mời các anh xem Rất là đẹp các anh nha. Ngõ rất là đẹp. Uzi chân đen cho mình luôn. Đây. Cái này có mã số là mã số 17, giá của nó là 900k. Mã 17 giá chỉ 900k thôi các nha. Đây này. Chiều dài là 2m7. Chiều dài là 3m05 các nha, 3m05. Cái tiếp theo, cái này là cần lưu máy đứng cuối cùng. Tiếp theo sẽ đến cần lưu máy ngang. Cái này có chiều dài là 2m28, ngọn của nó là 1.5 ly, trọng lượng là 130g. Đây, cái này tại mồi là 10 g tại cá là 7 kg. Kodia xuất nhật cá nhá, cái này có bông sắn hai da cho mình luôn. Kodia xuất nhật, châu sức Tay cầm cán mút đây, cán mút chế gỗ, vẫn còn nguyên dinh còn vào còn nguyên bịch luôn các nhé. Bát là bát quảng cho mình, khoen bát là khoen bát Fuji, bát là bát Fuji chữ vàng, khoen đây em mời các anh xem. Rất đẹp nhé. Đây. Cái này thì xứ là xứ xích cho mình. Đây, sứ xích cho mình nhé. Cái này thì nó cứng độ tầm là ML cho mình nhé, ML Carbon sẵn 2 da Cái này có mã là mã 18 giá là 1 triệu tư Mã 18 giá 1 triệu tư ạ à. Tiếp theo sẽ lên cần lưu máy ngang Cần lưu máy ngang có tay cò đây Cái này của hãng Suzumi Black Cat. Cái này có chiều dài là 1,68, 68 Ngọn của nó là 1.8 Trọng lượng là 82 gram Cái này cứng ML thôi các anh nhá Cứng ML cho mình Đây bắt là bắt bắt của hạng Khuyên là khuyên hạng luôn các nhá Khuyên hạng à đây lóng ngọn thì các bông sắn hai da toàn thân là các bông sắn hai da cho mình nhá toàn thân các bông sắn hai da cho mình đây ba chân cây này thì nó có ba chân đây các bông sắn hai da mấy ngàn ra nhá cái này thì nó có mã là mã số 19 giá là 500k Mã 19 giá 500k Mã tiếp theo mã 20 Cái này của hãng Shimano Của hãng Shimano đây Em mời các xem Shimano Bass One HG Kodia xuất nhập Cái này có chiều dài là 1m78 1m73 ca nha 1m73 cái này tại mồi là 21 g, tại cá là 10 kg nha. Đây. Shimano rất là tốt. Tại cá là 10 kg nha, tùy các anh câu cá thôi. Nhưng mà thường thì rất là khó câu đi cá 5 kg rất là khó câu tự nhiên các anh nha. Câu hồi dịch vụ thì chúng ta sẽ câu lớn cá lớn có khi có cá lớn thôi. Đây. Cá 2 kg là mắc bình rồi. Câu tự nhiên. Bass One Bio Grip. Đây, bass là bass hạng cho mình luôn nha bắt hàng xì Shima mà của Shimano cho mình luôn đây em mời các anh xem khen là khen Fuji nhá cái này thì nó có mã số là mã số 20 giá là 750k của hãng Shimano mã 20 giá 750k tải cá 10 ký nhá cái tiếp theo có nước sơn màu xanh mực đây cái này thì có chiều dài là 1m80 cứng là cứng 30 các anh câu đơn câu lưu đều được đó nha đây, tùy các anh lựa chọn thôi cái này cứng 30 thì nó rơi tầm là cứng M mờ nhé cứng M mờ. đây em mời các anh xem bát là bát hạng khoen là khoen khoen của hãng các anh nhé khoen của hãng cho mình đây cái này có ngọn là 1.2 ly trọng lượng là 146 g bát là bát quặng nha bát quặng khoen đây có hơi cụ hơi dùng nhiều tí anh nha có điều đây. cái này có mã là mã 21 giá của nó là 450k mã 21 giá 450k đây cần lưu mấy ngàn nha tiếp theo một cây có nước sơn là màu đỏ đô đồ bóng nha bên bát là đồ bóng ngọn lóng ngọn là lóng là đô mờ nha cái này có đi kèm một vải đây một bao vải dù cái này thì nó có chiều dài là một m tám cứng là cứng mờ l tải mồi là năm phần tám mồi dết tại cá là bảy kg của Kodia xuất nhật ab special Kodia xuất nhật đây cái này thì có ngọn là hai ly trọng lượng là một trăm chín tay cầm cán bút chế gỗ nha. Cần lưu mấy ngày. Đây, khen Fuji ạ. À. Bát hãng khen Fuji. Đây. Còn khá mới, khá đẹp ca nha. Đây. Đầu bu thì đầu bu chống sáng cho mình luôn nha, đầu bu chống sáng ạ. À. Nước sơn màu đỏ đô. Cái này có mã là mã 22, giá là 750k. Mã 22 giá 750k nha tiếp theo cái này có chiều dài là một mét tám cứng là cứng ml có nước sơn là sơn màu rêu xanh lục đây của thái lan xuất nhật các anh nhá. cái này tại mồi là 5 phần tám oz tại cá là 7 kg ạ à. tại cá 7 kg cứng là ml cho mình nhá cứng ml medium light đây em mời các anh xem cái bát là bát hạn nha bát hạnh rất là đẹp đây kiểu dáng đây, đây. lấm ngọn là các bông sắn hai da cho mình khoen là khoen fuji nhá tay cầm là tay cầm cái cán bút đây em mở Đây. Đây. Cái này có mã số là mã số 23, giá của nó là 750k, ngọn 1.8 ly, trọng lượng 115g. Mã 23 giá 1750k. Cuối cùng thì em sẽ xin phép lên cây này. Cây này thì cây đặc biệt của Fuji Sikon rất là đẹp, còn rất là đẹp luôn. Cây này thì nó có chiều dài là 1 m cứng là cứng mây mờ ra nhắc cứng em mờ cái này tải cá là 3 phần tư ô z tải 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 mồi là 3 phần tư ô z tải cá là 10 kg ạ à. đây tem vàng còn đầy đủ cái này tải cá 10 kg ra à, nhá đây cái này của Ken Grab nha Ken Grab cho mình đây bát là bát hạng đây bát hãng kem kem cờ đáp luôn nhé kem cờ đáp đây đây cầm cán mút chế gỗ khoen là khoen Fuji Six đây cũng chỉ chống nội cho mình luôn đây khoen Fuji Six đây còn rất đẹp ca nhé đây cây này rất là thẳng nha khoen Fuji Zip Gold các anh nha. Nước sơn là sơn màu hồng bạc, màu hồng bạc, tím bạc, màu tím bạc nha, hồng bạc, tím bạc đây. Rất là đẹp nha. Ken Grab, cái này có mã cuối cùng là mã 24, giá của nó là 1 triệu tư ạ. Mã 24 giá 1 triệu tư nha. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em ủng hộ em một like và một lượt đăng ký. Đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo của em nhé các anh nha. Em chúc các anh một ngày vui vẻ, đi câu may mắn, thật là nhiều cá các anh nha. Em xin chào tạm biệt.